Rồi, hello anh em ha. Tiếp theo clip của ngày thứ 6, ngày 17 tháng 3. Lên cho anh em xem. Này là 4 con ha. Asian Puppy tầm tháng rưỡi á. Mấy bà lớn con này mà nó cắn nhau sùm hết rồi. Em mới vừa xúc thuốc trên lưng nó không xong á. Mấy con này nó dữ lắm. Này chắc là hai chống hai mái ha. À, giá thì em đẻ 300 con đó. Nên nào có diện tích nhỏ 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 đó, bắt mấy con này về bỏ trong cái lồng chim cũng được nữa, nuôi cũng được nữa. Hay cái lồng nhỏ nhỏ thành phố nuôi cũng được, lớn nữa rồi bắt đầu mình kiếm cái chỗ rộng mình thả ha. Mấy con này mát chặn trống là trên 3 kg nha anh em. Trống nọc của cái bộ này rất là tốt luôn, trống nọc nó to mà body nó tốt lắm đó. Cái này có 4 con nha. 3, 4, 12 bao ship luôn. Anh em biết mà 1,2 triệu mà bao ship cho anh em là anh em biết cỡ nào rồi đúng không? Tiền ship một thùng là 200.000 á, trong ít đâu. Đó, bao ship cho anh em luôn. Rồi, anh em nào comment thì alo em ha. Số điện thoại của em ngay phía dưới màn hình ha, 0379486114 nha. 4 con à. Đó, anh em nào ít vốn nó bắt 4 con này là ok rồi ha. Rồi, cảm ơn.